XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X-Channel. Là một trong 9 thương hiệu được XWatch phân phối, là thương hiệu có lịch sử 135 năm tuổi. Đó là những thông tin về Seiko, thương hiệu lớn nhất trong các thương hiệu lớn tại Nhật Bản. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đế chế đồng hồ hùng mạnh này. Năm 1881 là điểm mốc đánh dấu cái năm quan trọng trong việc thành lập hãng Seiko, tính ra chính là 135 năm. Sau khi thai nghén thì thương hiệu này đã tạo dấu ấn. Và câu hỏi được đặt ra là sau khi thai nghén bao lâu thì thương hiệu này tạo được dấu ấn trong làng đồng hồ thế giới. Chính xác đó chính vào năm 1969, 88 năm sau khi thành lập thì bộ máy quát đầu tiên trên thế giới đã được ra đời bởi Seiko. Cả thế giới đều ngỡ ngàng vì những chiếc đồng hồ có size số cực nhỏ, rẻ và mỏng. Thậm chí chính những cỗ máy rẻ tiền này đã làm cho cả đế chế đồng hồ Thụy Sĩ chao đảo. Phát minh về đồng hồ quát chính là thủ phạm đã gây ra sự tuyệt chủng của rất nhiều thương hiệu nhỏ và vừa của đồng hồ Thụy Sĩ thời điểm bấy giờ. Năm 1973, chiếc đồng hồ điện tử ra đời với 6 chữ số hiển thị trên mặt tinh thể lỏng đầu tiên của thế giới cũng được ra đời bởi Seiko. Nó có khả năng hiển thị giờ, phút và giây liên tục trên một hiệu ứng trường màn hình tinh thể lỏng. Đồng hồ kỹ thuật số này thu hút sự chú ý rộng rãi khi nó lần đầu tiên được bán trên thị trường vào tháng 10 năm 1973. Màn hình LCD có tuổi thọ lâu dài lên đến 50.000 giờ, một đèn cung cấp ánh sáng để làm cho các con số trên màn hình hiển thị dễ đọc ngay cả trong bóng tối. Đó là những ưu điểm rất xuất sắc của dòng đồng hồ hiển thị mặt số điện tử đầu tiên trên thế giới. Sang đến năm 1988 thì đã có một bước đột phá lớn với chiếc Seiko Kinetic đầu tiên, một chiếc đồng hồ có trọng lượng dao động mà khi người đeo đồng hồ di chuyển nó sẽ chuyển thành điện. Đặc biệt, chiếc đồng hồ Kinetic thì đã bán được hơn 8 triệu chiếc tính đến năm 2007, và hiểu một cách nôm na thì Kinetic chính là con lai giữa máy cơ và máy quát, tích hợp được ưu điểm của cả hai dòng máy này và làm nên một thiết kế riêng biệt độc quyền của Seiko. Điều đặc biệt tiếp theo thì phải nhắc về dòng Seiko 5. Tại sao lại là 5? Bởi lẽ chiếc đồng hồ theo dòng này có 5 điểm cực kỳ nổi bật tại thời điểm ra mắt. Thứ nhất là những chiếc đồng hồ chạy bằng máy cơ in-house của Seiko. Thứ hai, có khả năng chống nước cực tốt. Thứ ba, có khả năng chống sốc, chống va đập tốt. Thứ tư, có hiển thị lịch thứ, ngày, và thứ năm, có nốm chỉnh ở hướng 4 giờ thay vì 3 giờ quen thuộc để tăng khả năng lên cót tự động. Và đại diện tiêu biểu chính là chiếc Seiko 5 quân đội đã làm mưa làm gió trên thị trường. Hãy cùng nhìn lại hình ảnh về chiếc đồng hồ cực kỳ huyền thoại này. Năm 1999 thì Spring Driver lại là một thiết kế độc đáo khác của Seiko được trình làng. Với thiết kế này, cơ cấu hồi truyền thống được thay thế bởi một bộ điều khiển bằng tay chuyển động nhẹ nhàng và chính xác từng giây từng ngày. Mặc dù có sử dụng các vi mạch bên trong, nhưng Seiko Spring Driver lại là đồng hồ cơ 100% và nó không hề có pin để thay thế. Đồng hồ Spring Driver chỉ có size số là cộng trừ 1 giây trên một ngày và tối đa là 15 giây trên một tháng, một con số quá tuyệt vời so với mức size số là trừ 4 đến cộng 6 giây theo tiêu chuẩn của COSC. Năng lượng dự trữ của cỗ máy này cũng tăng lên thành 72 giờ so với 42 giờ. Với công nghệ Spring Drive, Seiko đã trình diễn một cách thức tiếp cận mới trong sản xuất đồng hồ hướng đến độ chính xác cực kỳ hoàn hảo. Gần đây, vào năm 2010, đồng hồ E-Link Seiko đầu tiên được ra đời với màn hình hiển thị nhiều tiện ích, cho phép người dùng xem hình ảnh và dữ liệu trên mặt đồng hồ với 80.000 pixel. Mỗi chức năng có 4 sắc thái khác nhau, cung cấp 300 DPI cho màn hình hiển thị. Đặc biệt, Seiko cũng cho ra mắt đồng hồ đặc biệt dành cho chuyến bay ngoài vũ trụ. Kết cấu bên trong và bên ngoài của chiếc đồng hồ Space Station được thực hiện hoàn hảo trong không gian. Và nó đã vinh dự giành giải thưởng đồng hồ thể thao tại Grand Prix Hollerin de Genève. Còn bây giờ thì trước khi kết thúc video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ Tourbillon đầu tiên của Nhật Bản, và tất nhiên thì nó thuộc về hãng chế tác Seiko. Đó là những mảng miếng rất nhỏ về một thương hiệu có đến 135 năm tuổi. Hy vọng sẽ cung cấp thêm cho quý vị những thông tin về thương hiệu này. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những kiến thức thú vị hơn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.